Rồi, hello cả nhà nha. Thì ngày hôm nay Nhân lại gặp lại cả nhà tiếp theo của chuỗi 12 video về tất cả những 120 tình huống mô phỏng lại những cái tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông. Thì video trước mình đã tìm hiểu tới tình huống số 81 thuộc về chương 5. Thì video này mình tiếp nối theo, đó mình bắt đầu từ câu tình huống số 82 cũng của chương 5 luôn ha. Thì quy tắc của mình vẫn giữ như trước, đó là anh chị nhắn phím cách để chọn đây là thời điểm xảy ra tình huống nguy hiểm, và mình cũng sẽ có 3-5 cái thang điểm để anh chị đạt được cái mốc điểm của mình. Thứ nhất, thang điểm màu xanh đậm, đó là anh chị đạt được số điểm tối đa 5 điểm, đây là thời điểm bắt đầu mình nhận diện, đây là thời điểm bắt đầu xảy ra tình huống nguy hiểm. Thang điểm số 2 màu xanh lợt, đây là thời điểm mình được 4 điểm, màu vàng mình được 3 điểm, màu cam mình được 2 điểm và màu đỏ là anh chị được 1 điểm. Còn ngoài cái khung màu này ra, đó là hai đầu của màu trắng á, thì anh chị được 0 điểm. Có nghĩa là thứ nhất là mình chưa tới bắt đầu và tình huống nguy hiểm, và thứ hai là mình quá trễ, cái tình huống nguy hiểm đã xảy ra rồi thì mình được bấm chọn. Thì đây là mình được 0 điểm, chị lưu ý ha. Rồi, tay mình vẫn giữ trên vị trí phím cách sẵn sàng để chọn tình huống nguy hiểm. Rồi bắt đầu vào ha, tình huống số 82. Tình huống số 82 này nó xảy ra ở khu vực đường khu đông dân cư nè, anh chị lưu ý ha, đường cong vạch kẻ đường nét liền có nét đất, có lẽ đây tình huống xảy ra là xe vượt xe, anh chị để ý ha. Rồi mình nhìn thấy ha, chiếc xe ben phía sau nó có dấu hiệu nó vượt chiếc xe buýt phía trước, thì mình phải là xác định đây là tình huống nguy hiểm và xe của mình là bị rơi xuống lề luôn ha. Tại thời điểm này mình phải nhấn nút chọn ngay, đây là tình huống nguy hiểm ha, anh chị lưu ý giúp em nha. Rồi, tại thời điểm này em cũng chọn được thang điểm tối đa, đó là 5/5. Bây giờ mình sẽ quay lại, mình xem cái điểm canh tại thời điểm này mình căn cứ vào cái điểm canh nào để lấy chọn cái điểm tối đa trong tình huống này. Rồi, mình quay lại nha. Rồi, để em có nhắc anh chị là anh chị chú ý ha, chiếc xe ben phía sau nè, nó có tín hiệu, dấu hiệu nó xin vượt, nó vượt chiếc xe buýt phía trước và nó lắng sang làn đường của mình. Thì quy tắc vượt của mình là những trường hợp nào anh chị không được vượt đây. Thứ nhất, xe bị vượt bất ngờ tăng tốc, và thứ hai là phát hiện có xe ngược chiều. Thì trong lúc này nó phát hiện có xe mình ngược chiều, đáng lẽ đúng quy tắc ra là xe ben này không được vượt. Thì trong trường hợp này xe ben này cố tình vượt, hay là tình huống xảy ra tình huống nguy hiểm, anh chị lưu ý ha. Và thời điểm của mình là anh chị nhìn thấy là chiếc xe ben đang lấy cái đầu ra, dấu hiệu nó đang vượt đúng không? Thì nhìn thấy 1/2 đầu chiếc xe ben thì mình sẽ là bấm ngay vị trí phím cách để chọn đây là tình huống nguy hiểm, chị lưu ý ha. 1/2 đầu chiếc xe ben nha. Rồi bây giờ em sẽ quay lại làm lại cái tình huống này để anh chị nhận diện tình huống này một lần nữa nha. Ta giữ trên phím cách nha. Rồi chú ý trên đoạn đường khu đó và khu dân cư chắc luôn ha. Và đây là nét gì đây? Nét đất, nét đất thì mình được phép đè vạch nha. Nhưng trong trường hợp này mình không được vượt nha. Xe ben nè, 1/2 đầu xe ben nhắn ha. Rồi, rất nguy hiểm ha, xe mình bị lắng xuống lề đường luôn, nhắn qua lề đường luôn ha. Hình như là ngã vào cái cống luôn nè. Anh chị nhìn thấy ha, cống thoát nước. Rồi bây giờ mình xem tình huống này mình đạt được bao nhiêu điểm nha. Rồi, tại hai điểm này em làm lại cho anh chị ha. Thì đúng vào cái điểm canh đó em cũng đạt được thang điểm tối đa, đó là 5/5 nha. Tiếp theo tình huống số 83. Rồi, mình di chuyển trên đường, có lẽ là anh chị để ý trong hình này xuất hiện gia súc nè, thì mình là để ý gia súc qua đường nha. Rồi, con bò bắt đầu là di chuyển qua, thì mình xác định đây là tình huống nguy hiểm ha. Anh chị lưu ý ha, con bò bắt đầu di chuyển qua thì mình xác định đây là tình huống nguy hiểm. Anh chị đi vào những khu dân cư đặc biệt lưu ý giúp em ha. Rồi, tại thời điểm này em cũng xác định được thang điểm tối đa của mình, đó là chính là 5/5. Bây giờ mình sẽ quay lại tình huống này, mình xem điểm canh của mình như thế nào ha. Rồi, khi anh chị di chuyển tới nè, anh chị nhìn thấy nè, con bò gia súc đang ở bên lề đường, thì mình đặc biệt chú ý. Thì khi đây xuất hiện bất thình lình một con bò bắt đầu là nó di chuyển qua đường, thì tại thời điểm đó chiếc xe con bắt đầu khựng lại, đó anh chị ha, giảm tốc độ lại, và con bò bắt đầu là có dấu hiệu di chuyển đi ra phần đường xe chạy, thì là mình chọn đây là thời điểm xảy ra tình huống nguy hiểm ha. Anh chị lưu ý ha, và nhấn nút
cắt ngay thời điểm đó để mình chọn. Đây là mình đạt được số điểm tối đa 5/5 nha. Bây giờ mình quay lại mình làm tình huống này lại một lần nữa để anh chị xem cái tình huống này nó diễn ra như thế nào nha. Rồi, mình đã xác định được điểm canh của mình rồi, con bò bắt đầu di chuyển đúng không ha? Thì giờ anh chị lưu ý giúp em ha. Rồi, xem phía trước đang có dấu hiệu giảm tốc độ nè. Đó, con bò bắt đầu di chuyển, anh chị bấm ngay chỉ phím canh. À, tại thời điểm này mình cũng đạt được số điểm tối đa 5/5 nha. Rồi bây giờ mình chờ xem tình huống này nó xảy ra mình đạt được bao nhiêu điểm đây. À ha, em cũng chọn được vị trí phím cắt ngay thời điểm đó là 5/5 ha. Cái dấu nét đậm của mình nè, màu xanh đậm nè, chính là thang điểm tối đa của mình, đó là 5 điểm ha, chị lưu ý ha. Rồi tiếp theo đến tình huống số 84. Rồi tiếp theo đó là tình huống số 84. Rồi mình xem tình huống này diễn ra như thế nào nha. Rồi giờ mình để ý nè, xe con phía trước đang tránh chướng ngại vật này ha. Rồi mình bấm ngay vị trí phím cách liền. Có nghĩa là chiếc xe khách, có lẽ là đây là xe khách phía trước đang gặp tín hiệu sự cố khẩn cấp ha, có nghĩa là xe phía trước đang gặp sự cố thì chiếc xe con phía sau nó sẽ né chiếc xe buýt phía trước. Thì là khi nào anh chị nhìn thấy cái điểm canh của mình trong thời điểm này nó như thế nào, mình sẽ quay lại tình huống này mình xem ha. Và tại thời điểm này em cũng chọn được thang điểm tối đa của mình, đó chính là 5/5. Bây giờ mình quay lại mình xem điểm canh của mình ở tình huống này là như thế nào đây. Đây anh chị để ý ha, chiếc xe con phía trước mình nó khi nó phát hiện chiếc xe khách ở phía trước đang có tín hiệu sự cố thì nó phải là phát tín hiệu và nó chuyển làn để tránh né. Thì anh chị dựa vào cái tín hiệu đèn xi nhan trái của xe phía trước á, thì đèn xe xi nhan trái của xe phía trước sáng lên và tắt thì mình là chớp tắt, thì mình là bấm ngay vị trí phím cắt, có nghĩa là nó sáng lên và nó tắt lại, chuẩn bị sáng lần thứ hai á, chuẩn bị chớp lần thứ hai thì mình bấm ngay vị trí phím cắt. Tại thời điểm đó thì anh chị đạt được số điểm tối đa ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại tình huống này mình làm ha. Anh chị để ý ha, đèn xi nhan bật sáng lên rồi tắt là mình mới bấm vị trí phím cắt nha. Rồi mình để ý xe con phía trước nó đang di chuyển rất bình thường đúng không, phát hiện xe sự cố sáng lên tắt bấm ha. Đó, sáng lên tắt bấm là mình sẽ đạt được số điểm tối đa ha trong tình huống này. Mà đừng để nó sáng lên lần thứ hai hoặc lần thứ ba bắt đầu nó chuyển làn rồi thì là mình sẽ không đạt được số điểm tối đa. Anh chị lưu ý ha, mình sẽ đạt được số điểm thấp hơn của mình, đó là 4, 3, 2 hoặc là 1 điểm ha. Thời điểm này em cũng chọn được thang điểm tối đa đó là 5/5. Tiếp theo tình huống số 85. Rồi chú ý xe phía trước đang chở hàng rời. Chị lưu ý ha, đặc biệt có lẽ là tình huống nguy hiểm xảy ra ở xe phía trước đây. Rồi chú ý ha, đoạn đường cong đây. Coi xe phía trước nó có dấu hiệu gì không. Rồi xe phía trước giảm tốc độ đó anh chị ha, bắt đầu những cuộn hàng lại bắt đầu rơi xuống đường, rất là nguy hiểm ha. Thì đây là một trong những cái hành vi khi tham gia giao thông là sai. Khi vận chuyển hàng rời thì anh chị phải có bạt che đậy hoặc là chằn buộc chắc chắn, anh chị lưu ý ha. Và tại thời điểm này em cũng xác định được thang điểm tối đa đó là 5/5 ha. Bây giờ mình sẽ quay lại thời điểm nào mình chọn được thang điểm này. Đó, cái này là cái quan trọng ha. Anh chị thấy ha, xe nó di chuyển bình thường ha. Bắt đầu anh chị để ý cái xe tải phía trước đang chở hàng. Khi nó có dấu hiệu nó giảm tốc độ là nó gà phanh, đèn phanh sáng lên, có nghĩa là xe tải trước đang giảm tốc độ. Giảm tốc độ đột ngột thế thì làm cho những cuộn hàng không được chặn buộc chắc chắn bắt đầu rơi xuống đường. Đây là tình huống nguy hiểm. Thì căn cứ giải nhất, đèn phanh của xe tải phía trước sáng đỏ lên thì anh chị nhắn ngay vị trí phím cách liền, xác định đây là tình huống nguy hiểm ha. Bây giờ mình xem lại tình huống này, xem em chọn vậy là có chính xác hay không nha. Rồi anh chị để ý nè, tập trung vào chiếc xe tải ha. Tại mình đã biết được cái điểm canh của mình, đèn phanh của xe tải sáng lên là mình nhắn ngay vị trí phím cách liền. Rồi tập trung vào nha, đường cong nè, tập trung vào gần tới nha anh chị ha, tay vẫn để trên phím cách nha, sáng lên bấm ha, vừa sáng lên chị phải bấm ngay ha, thì mình sẽ đạt được số điểm tối đa trong tình huống này. Rồi mình chờ em chọn vậy mình được bao nhiêu điểm nè. Đó, em cũng đạt được thang điểm tối đa của mình, đó là chính là 5/5 ha. Và điểm canh của mình là chính xác nha anh chị ha. Đó là tiếp theo đến tình huống số 86. Rồi
đây là có lẽ là tình huống là xe vượt xe hoặc tránh chướng ngại vật đây. Rõ ràng em vừa nói xong đó là tránh chướng ngại vật ha. Thì là chiếc xe con phía trước đang chuyển làn, chuyển qua để tránh chướng ngại vật. Thì trong lúc này mình xác định đây là tình huống nguy hiểm ha. Để coi em chọn như thế mình đạt được bao nhiêu điểm nha anh chị nha. Tại thời điểm này em cũng đạt được cái mốc tối đa của mình, đó chính là 5/5. Rồi bây giờ mình quay lại thời điểm này, tại sao em đạt được mốc này thì anh chị lưu ý nè ha. Khi anh chị quan sát trên đường phía có chiếc xe con phía trước, thì là xe con phía trước khi có tín hiệu chuyển làn đường, có nghĩa là tránh né tránh ngại vật á, thì chuyển sang làn bên trái, đúng không, chuyển sang làn ngược chiều để tránh cái chướng ngại vật ở bên phải. Thì trong lúc này anh chị quan sát chiếc xe con, khi xe con đánh lái sang trái thì bấm ngay chỉ phím cách liền để mình chọn xác định đây là tình huống nguy hiểm ha. Rồi anh chị lưu ý ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại tình huống này, mình xem cái điểm canh của mình như thế nào, tập trung vào thằng xe con giúp em nha. Rồi tập trung vào thằng xe con nè, khi thằng xe con đánh lái sang là mình đánh ngay chỉ phím cách liền, xác định đây là tình huống nguy hiểm ha. Khi xe con bắt đầu là phát hiện cái chướng ngại vật phía trước rồi, bắt đầu nó đánh lái sang trái để né chướng ngại vật, thì mình xác định đây là tình huống nguy hiểm liền, tại thời điểm đó thì đạt được số điểm tối đa nha. Rồi anh chị chờ xem tình huống này em chọn như thế là mình đạt được bao nhiêu điểm này. Cũng đạt được số điểm tối đa, mốc 5/5 ha. Và cái điểm canh của mình là chính xác, anh chị lưu ý ha. Rồi câu 87, tình huống số 87 nha. Rồi tình huống này anh chị quan sát trên đường giúp em. Rồi đó là tàu hỏa. Chị lưu ý ha, đó là tại giao lộ giữa đường bộ với đường sắt thì phương tiện giao thông đường sắt là phương tiện ưu tiên tối thượng nhất, kể cả xe ưu tiên theo luật định khi tín hiệu của đèn sắt cũng phải dừng lại nhường đường. Anh chị lưu ý ha. Rồi mình xem tình huống này em chọn thế mình đạt được số điểm bao nhiêu đây. Đây em cũng đạt được số điểm tối đa, đó là 5/5 ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại điểm canh trong tình huống này, đó chính là anh chị nhìn thấy nè, cái đầu xe mình nhìn thấy phía trước chính là cái gà gào ngang, đúng không, hàng gào ngang là báo hiệu đường tàu hỏa hơn thế rồi, cái biển báo nè. Anh chị lưu ý ha, có nghĩa là thanh trắng đang hạ xuống, thanh trắng đang hạ xuống thì có là dấu hiệu của báo hiệu đoàn tàu hỏa đang đến giao lộ. Thì lúc này anh chị phải quan sát đặc biệt bên hướng bên trái em ha, có nghĩa là cái đầu tàu hỏa là xuất hiện sau cái cụm cây nè, cái đầu tàu hỏa xuất hiện sau cái bụi cây, thì mình bắt đầu bấm ngay chỉ phím cách liền, xác định đây là tình huống nguy hiểm nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại tình huống này xem cái điểm canh của em có chính xác hay không, mình test lại nha. Rồi chú ý ha, cái đầu tàu hỏa xuất hiện sau cái bụi cây là mình bấm, đầu tàu hỏa xuất hiện sau bụi cây là bấm liền. Rồi mình chờ xem cái tình huống này nó em chọn như thế, cái điểm canh nó như vậy em đạt được bao nhiêu điểm nha. Rồi anh chị cùng đón xem ha, mình cũng như mình test lại ha, cái điểm canh em vừa nói xong có chính xác hay không. Rồi chính xác ha anh chị ha. Bây giờ là mình đạt được số điểm tối đa, đó là chính là 5/5 ha. Anh chị lưu ý trong tình huống này. Câu 88, tình huống số 88. Để xem tình huống này diễn ra như thế nào đây anh chị ha. Lại là trên đường bộ đúng không? Rồi chú ý xe phía trước giúp em nha. Rồi nó dừng lại, chú ý thằng xe mô tô ha. Anh chị lưu ý ha. Chiếc xe xe khách xe buýt phía trước nè, nó chuyển làn bên phải rồi nó dừng lại, thì ở bên trong có một chiếc xe mô tô, thì chiếc xe mô tô đó phải chuyển sang làn bên trái để tránh chiếc xe khách. Thì trong lúc này anh chị căn cứ vào một điểm giúp em, thì tại thời điểm này em cũng tình huống này em cũng chọn được thang điểm tối đa 5/5. Thì ngay lúc này anh chị để ý chiếc xe mô tô ha. Khi chiếc xe mô tô bật đèn tín hiệu rẽ trái thì mình xác nhận chiếc xe mô tô bắt đầu là chuyển sang làn bên trái, là làn đường của mình rồi. Thì mình là bấm ngay chỉ phím cách để xác định đây là tình huống nguy hiểm nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái tình huống này để coi cái điểm canh của em có chính xác hay không. Rồi chú ý chiếc xe mô tô ha. Rồi chú ý chiếc xe mô tô nè, bật đèn bấm ha. Vừa bật đèn tín hiệu lên là bấm ngay về chỉ phím cách liền. Tại thời điểm đó anh chị chắc chắn phải đạt được số điểm tối đa, đó là 5/5 ha. Vậy là điểm canh em mới vừa test xong cũng chính xác ha, anh chị lưu ý nha. Câu 89,
Tình huống số 89, để mình xem tình huống số 89 này diễn ra như thế nào đây. Và phương tiện nó giống, phương tiện bố trí trên đường nó cũng gần giống như tình huống số 88. Người đạp xe đạp qua đường, bấm ngay chỉ phím cắt liền. Chị lưu ý ha, trong tình huống này chị thấy không, người đạp xe đạp băng qua đường. Trong tình huống này mình phải chọn ngay, đây là thời điểm nguy hiểm ha. Rồi, mình xem tình huống này em chọn được bao nhiêu điểm đây. Em cũng đạt được số điểm tối đa 5/5. Rồi bây giờ mình quay lại mình xem, mình tìm cái điểm canh để là sau này anh chị gặp tình huống này mình bấm ngay thời điểm đó mình sẽ đạt được điểm tối đa. Mình quay lại tìm điểm canh nè. Rồi, tại điểm này anh chị chú ý nè. Người đạp xe đạp xe thô sơ á thì là đang băng qua đường, băng qua giải phân cách, đúng không? Thì cái bánh xe trước á bước lăn vào, khi bánh xe trước vào phần đường xe chạy thì bấm ngay vị trí phím cắt liền giúp em, thì mình sẽ đạt được số điểm tối đa 5/5. Nhớ ha, bánh xe trước vào phần đường xe chạy bấm ngay vị trí phím cắt liền nha. Rồi, tình huống số 90. Rồi, anh chị để ý cái xe phía trước ha. Rồi, trong tình huống này diễn ra như thế nào đây, mình để ý giúp em ha. Rồi, xe ngược chiều, đúng không anh chị ha? Đó là chiếc xe mô tô đang chạy ngược chiều nè. Chiếc bán tải ở phía trước á, nó chuyển làn sang phải để nó tránh chiếc xe mô tô. Thì trong lúc này mình phát hiện đây là tình huống nguy hiểm ha. Rồi, em cũng đạt được số điểm tối đa 5/5. Tình huống nguy hiểm này diễn ra là chiếc xe mô tô đang chạy ngược chiều. Bây giờ mình quay lại xem tình huống này điểm canh của mình như thế nào. Rồi, điểm canh của mình á rất dễ, anh chị quan sát vào chiếc xe bán tải giúp em. Khi chiếc xe bán tải ở phía trước là phát hiện chiếc xe mô tô chạy ngược chiều rồi, bắt đầu nó chuyển sang làn bên phải là bánh xe đè lên cái vạch phân làn. Bánh xe đè lên vạch phân làn, đó là đầu xe nó chuyển ra rồi đúng không, thì bánh xe đè lên vạch phân làn bấm ngay chỉ phím cắt liền. Có nghĩa là xe bán tải đã có dấu hiệu chuyển làn rồi, đã chuyển làn rồi thì đã tránh chiếc xe mô tô phía trước. Mình phải xác định đây là tình huống nguy hiểm, bấm ngay vị trí phím cắt liền ha. Nhớ ha, chiếc xe bán tải ở phía trước có tín hiệu rẽ phải, có tín hiệu ở bên phải, đèn tín hiệu bên phải sáng lên và bắt đầu chuyển làn thì mình là bánh xe đè lên gạch phân làn thì mình là chọn ngay vị trí phím cắt liền. Nhớ ha. Bây giờ mình sẽ quay lại tình huống này, mình xem em chọn như thế em mình đạt được bao nhiêu điểm và test lại cái điểm canh của mình có chính xác không ha anh chị ha. Tay vẫn giữ lên vị trí phím cắt nha. Rồi, rẽ phải nè, bánh xe đè lên càng bấm liền ha. Thì mình xác định đây là tình huống nguy hiểm, nó tránh né ông mô tô đang chạy ngược chiều nè. Đây là một cái hành vi cực kỳ sai ha, khi tham gia giao thông rất là nguy hiểm ha. Đặc biệt là ban đêm của mình á, nhiều có ánh đèn nữa thì tầm quan sát của mình không thể nào nhìn bao quát như ban ngày như tình huống này ha. Rồi, tại điểm này điểm canh của mình cũng chính xác đúng không, em cũng đạt được số điểm tối đa 5/5 ha. Và tới đây thì mình cũng kết thúc xong các tình huống số 90 của tình huống cuối cùng của chương 5 ha. Thì video mình cũng kết thúc tại đây. Anh chị xem cái video này có bất kỳ cái thắc mắc gì về những cái tình huống thì cứ để lại bình luận bên dưới ha. Và em sẽ cố gắng hỗ trợ những cái thắc mắc của mình nha. Khi anh chị xem video này anh chị nhớ like, share và đăng ký kênh để mình nhận những video tiếp theo về trong chuỗi 12 video 120 tình huống mô phỏng về tình hình giao thông nguy hiểm ở ngoài giao thông thực tế, chị lưu ý ha. Rồi, xin chào cả nhà nha, hẹn cả nhà vào video tiếp theo.